Kính chào quý vị và các bạn, trên tay em đang cầm đây là một cục lọc địa sạch và em đã tháo tung ra rồi để anh em xem nội soi bên trong. Vì có khá là nhiều các bác và anh em cũng tò mò là anh ơi anh tháo bên trong xem nó như thế nào đi. Thì đúng hôm nay thực hiện theo yêu cầu của anh em là phải hy sinh một chiếc tháo tung ra. Và anh em thấy rằng là chiếc này đã tháo rồi, coi như là bỏ, coi như để dùng thì được chứ không bán được nữa. Vì những cái vỏ như này, nó thiết kế những cái đinh tán đây này và dập khuôn như này. Khi mình cậy ra thì coi như cái vỏ này bỏ. Đây là một chiếc cục lọc điện sạch. Đây là đường điện vào này, line là vào, loát là đi ra. Đấy, đây là cọc tiếp địa. Đây, ký hiệu của cọc tiếp địa này. Bây giờ thì em cũng đã tháo tung rồi. Đây mình phá cái đinh tán ra. Và có một cái hay nữa là cái vỏ bằng vỏ nhôm anh em ạ. Và cái vỏ nhôm nó có một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Không phải là giá thành nó rẻ, mình quan tâm đến một cái vỏ nhôm ấy, cái hiệu quả trong việc mà chống bức xạ cực kỳ là tốt. Đây là những mà sản phẩm mà dùng vỏ nhôm anh em đánh giá rất cao. Hàng này tuy sản xuất tại Thái Lan nhưng đây là một thương hiệu của Thụy Sĩ. Đấy, nên là hàng nó làm rất đảm bảo. Đó, và anh em nhá, đây mà tháo tung ra cho anh em rồi này. Này, vỏ này. Đây là cái giấy để nó cách điện. Quý vị cùng xem. Một cuộn cảm cực kỳ nó to, em nhìn cái cuộn cảm này. Cái dây. Đấy. Đây, chân tiếp điện này. Nó tiếp, đây là có một cái đường đi ra để tiếp vào vỏ. Đấy. Cái chỗ này nó cũng tiếp vào vỏ nên anh em có thể bắt vào vị trí này hoặc vị trí này, nó giống nhau cuộn đồng của nó này. Đây anh em nhìn thấy nó thiết kế như này này, khi mình banh nó ra rồi thì coi như là bỏ, nó không khép nó lại được nữa nhá, nó đóng này. Ở dưới này của nó còn có một hàng tụ ở dưới cơ, gấu lắm các bác và anh em ạ. Chiếc này cũng không hề rẻ đâu nhá, thực hiện video theo yêu cầu của các bác và anh em mà tốn kém quá. Tự nhiên là mình để có con lọc điện để dùng. Đây, quý vị thấy nhá. Bọn này nó đóng như này thì coi như là hỏng hóc gì nó không sửa chữa. Đấy, hàng sửa chữa là mất zin luôn. Là mình banh này ra là... Đấy, quý vị cùng xem này. Làm cái vỏ này. Đây, để mình thử xem là có tháo được không. Đấy, các bác anh em cùng xem. Đây. Đấy, quý vị xem nhá. Xác định là banh này ra là vứt đi bộ vỏ này. Người uy tín nhá, anh em yêu cầu là tháo ra là em hy sinh một chiếc lọc đấy ạ. Một chiếc lọc điện 45A không hề rẻ. Để con trở này. Tụ 1, 2, 3, 4 con tụ. Quý vị và các bạn cùng xem. Đây, ngay cả những cái chân cắm này. Thôi xong. Lỡ tay làm cái mạch của nó rồi các bác và anh em ạ. Thôi. Không biết có cứu được không. Nhẽ ra đã bị tháo tung ra này. Để em tự đấu ở bên ngoài. Coi như là bỏ cái vỏ này. Tất nhiên là có cái vỏ này sẽ tốt hơn. Vì là vỏ nhôm nó chặn cái bức xạ rất là tốt. Nhưng mà không may mình vừa vô tình một cái. Đấy, thật với các bác và anh em là. Thôi như cái này không ra mình sẽ phục chế được. Vì để mình của nhà để dùng mà. Nên là cũng không quan trọng lắm. Các bác và anh em yêu cầu để em cũng đáp ứng luôn. Quay cho các bác và anh em xem chi tiết bên trong. Một con lọc điện sạch. Nó như thế nào. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay, đừng quên ấn like và chia sẻ video này. Xin chào và hẹn gặp lại.